Tất nhiên, khi chúng ta nói về thực hành thiền, Đức Phật như một biểu tượng. But it does not mean if anyone meditate, they belong to Buddha religion. Nhưng điều này không có nghĩa rằng ai ngồi thực hành thiền là người đó liên quan tới Phật giáo. For example, there are some scientists invented the bulb. We all using bulb. It does not mean we related to that the inventor religion. Like Thomas Edison created the bulb. If you using bulbs, it does not mean we related to the Thomas Edison's religion. Ví dụ như bóng đèn. Thomas Edison là nhà khoa học phát minh ra bóng đèn. Và nếu mà chúng ta sử dụng bóng đèn, điều này không có nghĩa rằng chúng ta liên quan tới Thomas Edison. We can appreciate anyone. We can take inspiration from anyone. But the way we need to see meditation is a universal act. Chúng ta có thể đón nhận nguồn cảm hứng từ bất kỳ ai. Và cái cách chúng ta nhìn việc thực hành thiền như là một hành xử. Because in this meditation, you are not praying anyone, you are not pleasing anyone, you are not following anyone. Bởi vì trong thực hành thiền này, các bạn đang không làm hài lòng bất kỳ ai. You are just working with your own mind. Bạn chỉ làm việc với tâm trí của riêng bạn thôi. You are crafting your mind. Chúng ta đang mài giũa tâm trí của mình. So meditation is a way to craft the mind. Thực hành thiền chính là cách để bạn mài giũa tâm trí. So let us make sure meditation is not related to any religion. Vậy hãy chắc chắn rằng thực hành thiền không liên quan tới tôn giáo. So far, anyone can practice meditation, no matter they comes from the Christian background, Buddhist background, Muslim background, or any kind of sect, group, backgrounds. Ai cũng có thể thực hành thiền, cho dù họ thuộc tôn giáo nào, họ có hoàn cảnh xuất thân như thế nào. No matter they came from Africa, India, America, or Europe, everyone has the breath, everyone has the body, so they can sit and they can observe the breath. Cho dù họ đến từ châu lục nào, họ cũng có thể ngồi và quan sát hơi thở của mình. When everyone observe their breath, they can observe their mind. When everyone can observe their mind, they can filter their mind. Khi một người có thể quan sát hơi thở, người đó có thể thanh lọc tâm trí. Thus, they can transform from the animal quality to the conscious choices. Từ đó, họ có thể chuyển đổi từ những phẩm chất của những loài động vật thành những sự lựa chọn của con người. Animal does not have a conscious choices. Những loài động vật không có những sự lựa chọn tỉnh thức. Animal live in its autopilot, its automatic mode. Những loài động vật sống ở trạng thái tự động. Good or bad, animal is just objective, just automatic. Cho dù là tốt hay xấu, những loài động vật vẫn sống ở trạng thái tự động. But we human have tremendous possibility to make conscious choices, higher possibility choices. Nhưng con người chúng ta có quyền lựa chọn để đưa ra những sự lựa chọn tỉnh thức. For example, everyone at 25 get married, go to job, work 8 hours, earn money. This is a typical system in our society. Ví dụ, ai cũng có thể đi làm, kiếm tiền. Đây là một hệ thống rất thông thường trong xã hội của chúng ta. But this is a choice. Nhưng đây có phải sự lựa chọn của bạn không? Someone work 8 hours. If you want to work, you can work only 2 hours. That is your choice. Có người phải đi làm 8 tiếng một ngày. Nếu bạn muốn, bạn có thể lựa chọn đi làm 2 tiếng một ngày. Someone want to get married. If you don't want to get married, you want to single. That is your choice. Có người muốn lấy vợ lấy chồng. Nếu bạn muốn độc thân, đây là sự lựa chọn của bạn. All that we need to make sure our choices leading us to our best version. Những gì chúng ta cần chắc chắn đó là những sự lựa chọn của chúng ta giúp cho bạn trở thành phiên bản tuyệt vời nhất. And a right person, a conscious person always
respect other choices. Một người tỉnh thức sẽ luôn tôn trọng sự lựa chọn của những người khác. When you make your conscious choices, when you respect other choices, you become a universal friend. Khi bạn tôn trọng sự lựa chọn của những người khác, bạn sẽ trở thành một người bạn của muôn nhà. You are not related to only a single nation, but you belong to the whole universe. Bạn không thuộc về một quốc gia, một nền văn hóa nào cả, mà bạn thuộc về vũ trụ này. So meditation helps us to be a global citizen, universal citizen. Thực hành thiền giúp cho bạn trở thành một công dân toàn cầu. Meditation opens diverse possibilities. Thực hành thiền giúp bạn mở ra những khả năng đa dạng và phong phú. That is the reason we may concern meditation is a higher education. Đó là lý do vì sao chúng ta cần phải hiểu rằng thực hành thiền là một thực hành giáo dục cao. We go to the schools, we go to the universities, we study finance, we study science, we study historical literature, whatever. And meditation is an art of living. Chúng ta đi học, học rất nhiều bộ môn. Còn thực hành thiền dạy chúng ta về nghệ thuật sống. Meditation practice is a higher level education. Thực hành thiền là một thực hành giáo dục cao. The one who meditate, the one who explore the art of living, the right focus, the right effort, he is highly educated. Những người mà thực hành thiền, những người mà khám phá nghệ thuật sống, đây là những người có giáo dục cao. That is the reason that he or she can live life effortlessly yet fullest. Đây là lý do vì sao có những người có thể sống một cuộc đời trọn vẹn nhất. So let us don't give any religious backgrounds to this noble act. Và như vậy, chúng ta hãy đừng trộn lẫn những tôn giáo vào một thực hành chung này. According to the spiritual world, Buddha is not a Buddhist, Jesus is not a Christian. They are scientists, spiritual scientists. Trong thực hành tâm linh, Đức Phật không phải là một người đạo Phật, Chúa Giê-xu không phải là một người đạo Thiên Chúa, mà đây là những người khám phá tâm linh. The religious we humans created. Tôn giáo là những gì con người tạo nên. And there is nothing wrong in it. Không có gì sai ở đây. It has its beauty. It has its support. Tôn giáo có những lợi ích. But only wrong starts when we compare one religion with another religion. Con người chúng ta chỉ sai khi chúng ta so sánh một tôn giáo này với một tôn giáo khác. When we hate one religion with another religion. Khi con người chúng ta ghét một tôn giáo. That's the human ego enters. Đây liên quan tới bản ngã và những ý thích cá nhân của bạn. That's where the human limited knowledge enters. Đó là nơi những kiến thức hạn hẹp của con người. Dear friends, let us be liberated. Các bạn yêu quý, hãy cùng được giải thoát. Jesus has his essence. Buddha has his essence. Any yogis, any masters, any scientist has their essence. Chúa Giê-xu cũng có những bản chất riêng. Đức Phật cũng có bản chất. Ai cũng có những bản chất. Any insight helps you to grow. Any insight transforms you to the fullest. Welcome it. Chỉ cần những lời gợi nhắc đó có thể giúp bạn phát triển, chúng ta hãy mở rộng tay để chào đón. Just like a nature, water is belongs to everyone. The sky is belongs to everyone. The sun is belongs to everyone. Tương tự như thiên nhiên, những gì thuộc về tất cả mọi người, như là bầu trời, mặt trời. We also same, just a nature, be a nature. Tương tự như vậy, chúng ta cũng là một phần của thiên nhiên. Don't create a group to the nature. Đừng tạo ra những vòng lặp ở trong thiên nhiên. In the nature, everything is there, negative and positive. Ở trong thiên nhiên, chúng ta có những điều tốt và xấu. Tiger hunt, deer. Một chú cọp săn mồi một chú dê. So deer is in the painful. It's a negative. Một chú dê bị đau đớn. But tiger get food.
That is positive. Đây là một điều tiêu cực, nhưng chú cọp thì lại được no bụng. Đây là một điều tích cực. So nature is such. It happens for a reason. Thiên nhiên diễn ra theo cách mọi chuyện đều có lý do của chúng. So let us be a nature, understand everything objectively and go to the essence and let us grow in it. Và như vậy chúng ta hãy hiểu quy luật của tự nhiên, hiểu về bản chất và hãy cùng nhau phát triển. So we save lots of time in the life. Có như vậy chúng ta mới tiết kiệm rất nhiều thời gian trong cuộc sống we này. We become universal friend. Chúng ta trở thành một người bạn của vũ trụ. We explore the universal sisterhood, brotherhood. Chúng ta khám phá những tình anh chị em. It does not mean everyone become a monk, or it does not mean all monks are escaping from the family life. Điều này không có nghĩa rằng ai cũng rồi cũng sẽ trở thành những nhà sư, hoặc những nhà sư sẽ chạy trốn khỏi cuộc sống của gia đình, hôn nhân. Everyone have their own choice. Ai cũng có những sự lựa chọn riêng của mình. What is your choice? It's up to you. Vậy, bạn lựa chọn điều gì? Let us don't compare one with another. Hãy đừng so sánh một người này với một người khác. Life is unique. Cuộc sống này vô cùng độc đáo. If we compare one color with another color, we cannot see the existence of the color. Nếu chúng ta chỉ so sánh màu này với màu khác, chúng ta sẽ không thể nào nhìn thấy sự tồn tại của màu sắc. Every color is unique in its own way. Every color reflect. Màu nào cũng art. Độc đáo và phản chiếu nghệ thuật. This is universal acceptance meditation give to us. Đây là một sự chấp nhận mà vũ trụ cho phép chúng ta. Once you know meditation is not a religious act, you are free to spread out. You are free to share your experience in meditation to the friends and guide them how to meditate. Một khi bạn biết rằng thực hành thiền không liên quan tới tôn giáo, hãy tự do chia sẻ về thực hành thiền. Hãy hướng dẫn những người bạn, người thân của bạn thực hành thiền. Feel free to share about meditation. Hãy tự do chia sẻ về thực hành thiền. If they feel interested, you may connect them to the trusted source. You may feel some organization, some master can teach well. You can send them there. Nếu những người bạn của bạn cảm thấy kết nối, chúng ta có thể tư vấn cho bạn, tham gia những khóa học, gặp gỡ những vị thầy. That is noble service. Đó chính là một sự im lặng thánh thiêng.